Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai thứ sáu từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ hai 25 tây tháng 7 năm 2022. Trước khi đi vào những cái chương trình thời sự, chúng tôi cho quý vị coi một cái đoạn video cho thấy là kỹ thuật drone, tức là máy bay không người lái ấy, ảnh hưởng cuộc sống chúng ta như nào. Chúng ta biết là hiện nay ở bên châu Âu, đặc biệt là phía Nam Âu là Tây Ban Nha, rất là nóng và người ta đổ xô ra biển ra tắm. Thì ở thành phố Gandia ở Tây Ban Nha, trong lúc tắm có một thiếu niên 14 tuổi bị coi như là bị đuối, gần như là chết đuối ở ngoài biển. Thì các nhân viên mà gọi là cứu hộ đây, họ đã dùng cái gọi là drone, à, quý vị thấy họ gắn đây. Và dưới cái drone quý vị thấy có miếng màu vàng vàng, đó là cái phao. Và họ dùng cái drone này, họ điều khiển bay ra ngoài xa chỗ người thiếu niên nó đang gọi là chơi với mạng sống của mình. Họ mới thả cái phao xuống để cho thiếu niên chụp cái phao được rồi là coi như an toàn. Sau đó họ lấy cái jet ski ra và họ cứu cái thiếu niên này vô. Đây quý vị coi là họ gắn cái phao vô và họ cho cái drone nó bay lên. Và bay lên trên cao, họ chiếu luôn cho chúng ta coi họ thả cái phao này xuống như thế nào. Đó, đây là ra ngoài biển, bởi vì không biết vì sao thiếu niên 14 tuổi nó tắm bị nước sóng nó đẩy ra ngoài xa. Và sóng nó ập vô, coi như là rất khó khăn, coi như bơi vô không nổi. Và nếu chúng ta biết ở dưới biển đó mà bơi như vậy, kiểu đó có khi bị vọc bẻ. Bơi nhiều quá vọc bẻ, mà vọc bẻ là coi như cái chân nó cứng, là coi như không thể bơi được, là chết đuối. Thì cái drone này ra nó thả cái phao xuống, độc đáo ở chỗ đó. Thì cách đây độ chừng vài năm không ai nghĩ ra được cái chuyện này. Thường thường mà bị xa như vậy, nếu mà tàu chạy ra thì kịp, còn nếu mà tàu chạy ra không kịp thì thua luôn. Hoặc là không thể thấy được cái người đó ở đâu cả, thì dùng cái drone nó hay cái chỗ là nó có camera trên đó. Và nó nhìn thấy nạn nhân đang ở chỗ đây, quý vị thấy đây. Đó, chỗ này sóng dữ dội rồi mà thả cái phao xuống. Họ thả phao xuống và thiếu niên này chụp được cái phao. Đó. Quý vị coi để chụp được cái phao một cái. Họ thả, đương nhiên là họ điều khiển, họ canh được cái mức độ xuống như nào. Nếu mà xuống cái phao bị nước đẩy đi, họ lại cho cái phao lên lại, kéo lên lại, nó có sợi dây. Đó. Thả xuống như vậy là thiếu niên này chụp được cái phao. Và sau đó, đấy, có thể thấy sóng kinh hoàng không? Nhưng mà nói chung đã ôm được cái phao rồi là không có sợ nữa. À, nó có thể trôi bồng bềnh ở trên nước. Và hồi là cái jet ski đến nó cứu. Thì đây là cái phương tiện mà phải nói là ý tưởng thì không có gì gọi là mới, ý tưởng là xa xưa, nhưng mà nó nhờ phương tiện ngày nay, nó có cái drone thì nó mới làm được chuyện này, chứ còn không có drone thì coi như thua. Và bây giờ mà kêu máy bay mà trực thăng tới cứu thì nó hơi bị lâu. Đó. Thành ra đây là cái gọi là kỹ thuật mà áp dụng vào trong vấn đề cứu người rất là hiện đại. Thì có lẽ trong tương lai là mấy cái hãng làm drone họ sẽ trúng mánh, đặc biệt là các cái bãi biển mà họ muốn cứu người thì chắc là họ phải mua cái loại drone này. Sử dụng rất là tiện lợi, các vị thấy không? Nó đáp xuống ở dưới nó có cái phao màu vàng, nó cuốn lại. Nó giống như là khi chúng ta nhảy dù á, đó, có cái dù nó xếp lại. Và khi nhảy dù nó bung ra thì cái này nó cũng là cái ý tưởng đó. Thì đó là câu chuyện đầu ngày cho quý vị nghe, nó gọi là xung đột tí xíu. Trước khi tôi đi vào những phần tin gọi là gió tanh mưa máu hàng ngày. Xin chào anh Mai Phi Long, anh có muốn thử cái này một lần không? Tôi nói với anh, trong cả từ 5 tháng nay, drone không những làm cái chuyện cứu người như anh thế này, drone còn làm đầu bếp nữa. Đó là làm đầu bếp món gì? Món thịt người hả? Không, món cua răng muối. Món cua răng muối. Các quý vị cũng để ý. Và cua răng muối bên Ukraine, anh bên nói cua răng muối ở Ukraine. Bên Ukraine, người Ukraine họ dùng drone để mà nướng các xe tăng của Nga. Nhưng mà drone đắt tiền xịn rồi mang được hỏa tiễn ở trên đó. Còn drone này thì thực sự ra nó cái drone thường thôi. Tại vì cái phao nó nhẹ lắm. Nó chắc độ chừng 1-2 kg. Nó thả xuống cái là nó tự động nó bung ra. Thì là người ta chụp được. Đúng anh là làm cua răng muối, đúng, nhưng mà cua răng muối thì hơi đắt tiền. Và có thể bị bắn rớt, còn cái này thì không ai bắn rớt hết. Thì đó là câu chuyện drone, tức là máy bay không người lái sáng ngày hôm nay. Bắt đầu với tin tức thế giới, thưa quý vị, ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francis đã đáp máy bay xuống Canada trong một cái hành trình phải nói là được chờ đợi rất từ lâu. Bây giờ ngài yếu rồi, không có đi bộ được mà phải ngồi trên xe lăn và phải có cái cần cầu cầu là xuống ở trên máy bay.
và ngài đến Canada kỳ này làm gì lòng phải không? Vâng, thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng làm một cái chuyện mà phải nói rằng chưa từng có. Chắc quý vị cũng để ý khoảng chừng 5 năm trở lại đây, người ta khám phá ra rất là nhiều những cái ngôi mộ của những em học sinh mà người bản địa, có nghĩa rằng là những người, chúng ta tạm dùng chữ người da đỏ đi, mà sống ở Canada. Thì ngày trước họ, các em này bị tập trung vào những cái trường dòng do các tu sĩ người ta quản lý. Thì bây giờ người ta thấy rằng là có một cái tình trạng là lạm dụng trẻ em, giết các trẻ em rồi chôn ở đó. Thì câu chuyện này bắt đầu bùng nổ trong những năm vừa qua. Thì phải nói đây là một cái sự, phải là một cái sự xấu hổ của giáo hội Công giáo tại Canada. Thì Đức Giáo Hoàng ngày hôm qua Chủ nhật đã đến Canada trong một cái sự kiện phải là chưa từng có trong lịch sử. Và ngài đến đây để mà xin lỗi những người dân bản địa mà là nạn nhân trong cái sự việc này. Phải nói rằng đây là một cái chuyện rất là chưa từng có. Thưa anh Dũng, tôi nghĩ rằng là các đời giáo hoàng khác, nếu mà không phải Đức Giáo Hoàng Francis thì có chuyện này xảy ra hay không, chúng ta cũng khó có thể chúng ta nói được. Những cái hình ảnh mà chúng ta thấy đây còn có một cái hình ảnh rất là đặc biệt. Có một người thổ dân mà bây giờ coi như là sống sót trong thời gian đó, Đức Giáo Hoàng gọi là hôn tay cái người này nữa. Thưa anh. Vâng, và Đức Giáo Hoàng được đưa đến cái hangar và đó ngài gặp Thủ tướng Justin Trudeau của Canada nữa và cái người đại diện cho cái tù trưởng này. Nhưng mà tôi xin lỗi Long, tôi phải nói lại, anh ấy giết là không có đúng nha, chưa chắc đúng nha. Mình chỉ có thể nói là những em này được vô trong trường dòng đó học, học xong rồi biến mất và một số thì bị chôn. Đó. Còn giết hay không chúng ta không rõ, đó, phải cẩn thận cái chỗ đó. Có thể là bị cái chuyện khác chết thì sao, quá đà chẳng hạn. Đó. Không có cố tình giết, nha, mình cẩn thận chỗ đó. Thì coi như là cái chuyến đi này đã được chờ đợi từ lâu và phải đến bây giờ Đức Giáo Hoàng mới thực hiện được. Và không chỉ ở cái chuyện mà xin lỗi không, mà bên phía các cái bộ lạc này nói đây sẽ là cái tiền đề để mà có những cái chuyện gọi là kiện sau này Vatican và sẽ phải bồi thường vấn đề vật chất, nhân mạng. Và cái điều họ muốn, những người thổ dân họ muốn quan trọng hết là tiếp cận được những cái hồ sơ bí mật của Vatican liên quan đến những nhà dòng này để làm sáng tỏ vấn đề. Đó là cái chuyện họ muốn. Có chuyện tiền bạc chỉ là chuyện phụ mà thôi. Cái chính là họ muốn biết sự thật, câu chuyện này như thế nào, xảy ra như thế nào, ai chịu trách nhiệm. Và thậm chí là những, có thể là những vị giáo hoàng trước đây cũng bị liên đới trách nhiệm luôn, là có bao che hay không. Đó là những cái mà người ta muốn biết. Thì cái đó nó quan trọng hơn nhiều và nó sẽ đi vào lịch sử của Canada. Và anh Thanh Long thấy không, Đức Giáo Hoàng đúng là cái người rất là khiêm tốn, đi xe nhỏ. Giống như hồi ngày đến Nam Hàn này nhớ không? Yeah. Đi cái chiếc xe nhỏ xíu à. Đó. Thì phải nói rõ cái đây nó là một cái trang sử đen tối của Vatican ở tại Canada mà bây giờ mới được thừa nhận. Và không chỉ lời xin lỗi mà người ta muốn là đưa ra ánh sáng tất cả những gì đã và đang xảy ra luôn. Đó. Liên quan đến thổ dân bị mất tích và bị chôn ở trong những cái nghĩa địa của nhà dòng. Đó là câu chuyện mà người ta chú ý. Vâng, xin mời anh. Vâng, xin mời kỹ thuật cho xem màn ảnh laptop của tôi cái hình ảnh mà chúng tôi nói lúc trước, rồi Đức Giáo Hoàng coi như là hôn tay của một trong những người gọi là sống sót trong những các là trường dòng như thế. Và cái điều mà đặc biệt mà chúng tôi để ý, quý vị học lịch sử của những người mà gọi là thanh giáo khi mà sang qua châu Mỹ để mà là tìm cái cuộc sống mới, thì thưa quý vị, phần lớn họ đều có một cái ngọn cờ gọi là truyền giáo. Vì nhưng mà cái hình ảnh mà chúng ta và cái câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe thì là một cái chuyện hoàn toàn trái ngược với cái mục đích lúc nào cũng đưa ra lúc trước, là chúng tôi để đem lời Chúa hay là đem nước Chúa đến những vùng đất này. Nhưng mà rốt cuộc những người thổ dân, những người thật sự làm chủ của cái vùng đất này lại bị ngược đãi bởi những người mà vác cái ngọn cờ tôn giáo đến các vùng như là nước Mỹ hoặc là các vùng khác xa xôi khác ở trên thế giới. Thưa anh. Vâng, cái hình ảnh mà nãy anh Long cho quý vị coi là Đức Giáo Hoàng hôn tay cái người mà
một trong người còn sống sót trong cái scandal đó. Tại vì Đức Giáo Hoàng ngồi xe lăn, nếu không ngồi xe lăn tôi nghĩ là ngài sẽ cúi xuống hôn chân luôn. Dạ. Đức Giáo Hoàng sẵn sàng làm cái chuyện đó để mà gọi là bày tỏ cái thiện chí của ngài trong cái chuyện mà làm sáng tỏ cái vấn đề này. Thì đó cũng là cái điều đáng khích lệ. Đó là tiện trở bên Canada, trở sang qua Ukraine, tình hình gió tanh mưa máu. Thưa quý vị biết, cuối tuần vừa qua, ngay sau khi ông Putin họp ở tại Iran cùng với lại Tổng thống Iran và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, họ đạt được thỏa thuận mà trước đó các ngoại trưởng của các quốc gia này cũng đạt được, là đồng ý để cho Ukraine xuất cảng cái nông sản mà bây giờ thế giới đang cần khoảng 20 triệu tấn. Thì ngay qua ngày hôm sau, chuyện gì xảy ra và chuyện đã được giải thích như thế nào? Chúng tôi xin mời quý vị nhớ đón, nhớ theo dõi tiếp tục sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN.